chào quý khán giả của HNTV. Một tuần mới lại đến và chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nghĩ Mở Nói Thẳng. Và chủ đề của chúng ta trong tuần này đó là sinh viên với luật sở hữu trí tuệ. Ngày nay thì khái niệm sở hữu trí tuệ ngày càng được nhắc đến nhiều hơn, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Luật sở hữu trí tuệ quy định về quyền liên quan đến tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Và trong thời lượng có hạn của chương trình thì chúng tôi xin phép được tập trung vào quyền sở hữu trí tuệ. Và đến tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Vũ Mạnh Chu, nguyên là Cục trưởng Cục Bản quyền Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, và bạn Hoàng Mai Trang, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước tiên thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù thì pháp luật đã quy định rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ, tuy nhiên không phải ai cũng biết và hiểu rõ về luật này. Hãy cùng chúng tôi theo dõi clip sau đây. Ngày qua, thông tin Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật sinh viên mang giáo trình photo vào trường đã dấy lên cuộc tranh luận về việc sử dụng giáo trình photo vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Thực tế cho thấy, hầu hết sinh viên chưa có ý thức về bản quyền và công khai sử dụng tài liệu photo trong quá trình học, mà nhiều bạn không biết việc làm này đã vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Hiện tại thì mình vẫn đang sử dụng giáo trình photo. Mình dùng từ năm đầu tới bây giờ luôn. Bình thường thì đến khi chuẩn bị lúc thi thì mình ra quán photo để mua rồi học thôi. Bạn bè trong trường ai cũng mua giáo trình photo ngoài, thế là mình thấy mình cũng mua, với cả mình không biết mua sách gốc ở đâu ấy. Thế là thấy nhiều người mua mình cũng mua theo. Cái chuyện sinh viên ra ngoài quán photo mua đề cương hoặc là giáo trình thì cũng là chuyện bình thường. Mình cũng đọc qua cái này trên mạng, với lại mình cũng xem cái này ở trên cái luật sở hữu trí tuệ này ở các nước ngoài như cả nước Mỹ. Dù mà dù biết nhưng mà ở Việt Nam thì cái này như là vẫn chưa thực hành. Mình cũng mang máng thôi, không biết rõ lắm. Mình không. Mình chưa nghe tới bao giờ. Tại cổng trường, các tiệm photocopy cũng bày bán công khai giáo trình lậu. Các cơ sở photocopy cho hay họ không bị kiểm tra hay phạt gì cả. Vì thế, rất nhiều cửa hàng photo nằm trong khuôn viên trường đại học hay ký túc xá vẫn thoải mái photo giáo trình cho sinh viên khi có yêu cầu. Thưa tiến sĩ Chu, chú có thể giới thiệu cho cháu và các bạn sinh viên cùng hiểu rõ hơn về quyền và bản quyền tác giả được không ạ? Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học nó là tài sản đặc biệt. Nó được hình thành bởi tư duy sáng tạo của con người. Các cái quyền đứng tên và quyền đặt tên tác phẩm là cái quyền rất thiêng liêng, chỉ có tác giả mới được hưởng. Cùng với nó là quyền bảo vệ toàn vẹn tác phẩm, là được bảo hộ vô thời hạn, không chuyển giao. Gần 300 năm nay, Nguyễn Du cụ vẫn đứng tên trên truyện Kiều. Không ai có thể thay đổi tên tác phẩm truyện Kiều của cụ. Các cái quyền tài sản là quyền được bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả chết. Đây là cái quyền độc quyền, chỉ có chủ sở hữu mới thực hiện được khai thác cái quyền này để sinh lợi. Tuy nhiên, chủ sở hữu có thể ủy quyền cho các cái tổ chức cá nhân để thực hiện việc khai thác này. Tất cả các cái hành vi xâm hại tới quyền tác giả thì được xử lý bằng con đường hành chính, hình sự và dân sự. Thế còn Trang thì sao? Bạn có biết về luật sở hữu trí tuệ hay là luật bản quyền tác giả hay không? Theo như mình biết thì luật sở hữu trí tuệ đó là nhằm bảo đảm cho tác giả và người sở hữu quyền tác giả có thể đảm bảo được cái nội dung. Ví dụ như là đối với các tác phẩm văn học, có khi mà tác giả viết ra một cuốn sách đấy thì sẽ được luật sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo cho sẽ không bị sao chép in ấn. Vâng, thưa tiến sĩ Chu, có ý kiến cho rằng là việc photo giáo trình để phục vụ mục đích học tập và không vi phạm bản quyền pháp luật thì theo chú có đúng hay không ạ? Các cái quyền tài sản độc quyền ấy, trong đó có quyền sao chép là một quyền được sử dụng rất phổ biến. Chỉ có tác giả, chủ sở hữu với người
được độc quyền thực hiện cái quyền này thôi, chứ không ai được được thực hiện cái quyền này một cách bất hợp pháp, trừ khi mà tác giả chủ sở cho phép. Chỉ có một tình huống duy nhất, đó là các nhà nghiên cứu khoa học, các cái những người thực hiện công việc giảng dạy có thể được sao chép không quá một bản để phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy của bản thân mình. Như vậy là có nghĩa rằng loại trừ cái khả năng này, trường hợp này, thì còn tất cả các cái tình huống khác là đều xâm hại tới quyền tác giả, mà đã xâm hại thì bị xử lý. Vì vậy cho nên là việc sinh viên mà sao chép giáo trình ấy, mà không được phép của tác giả, không được phép của chủ sinh, thì đương nhiên là họ là người xâm hại tới tác giả chủ sinh của cái giáo trình đó. Cho mình hỏi Trang một chút là trong trường thì bạn có sử dụng giáo trình photo hay không? Đối với một sinh viên như mình thì nói không chỉ riêng mình mà tất cả các bạn trong lớp đều sử dụng tài liệu photo. Vì theo mình thấy thì tài liệu photo có chi phí rẻ hơn và có thể là dễ sử dụng hơn. Em có biết rằng là cái việc làm ấy là xâm hại quyền của tác giả không? Cháu thì có biết là nó có ảnh hưởng và xâm hại đến quyền sở hữu của tác giả. Cháu không thực hiện cái mục đích sao chép đấy để bọn cháu thương mại và bọn cháu phục vụ chính cái mục đích học tập của bọn cháu ạ. Các em có thể là những cái điều kiện kinh tế, điều kiện vật chất còn khó khăn, nhưng mà nhiều cách để các em có thể có tiền mua được các cái bản photo mà được phép của tác giả chủ sở hữu. Nữ sinh viên mang sách photo vào trường học thì đã được giảm mức án kỷ luật thành cảnh cáo. Tuy nhiên qua câu chuyện này thì lại cho chúng ta một câu hỏi, đó là việc sử dụng giáo trình photo trong trường đại học có phải là phạm pháp để đến mức mà hiệu trưởng trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh phải ra quyết định đình chỉ học sinh viên và xem đây là một điều mà sinh viên không được phép làm nhằm nâng cao tính thượng tôn pháp luật trong một môi trường giáo dục về pháp luật hay không? Chúng tôi đã đi tìm hiểu câu chuyện này từ góc độ pháp luật. Sự việc đã khiến cho nhiều luật sư, kiểm sát viên, thậm chí là cựu sinh viên của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phải bức xúc lên tiếng. Trước khi nữ sinh viên này được giảm hình thức kỷ luật, thì luật sư Huỳnh Công Thư, cựu sinh viên lớp tòa án K15 đã quyết định hỗ trợ về mặt pháp lý cũng như những chi phí nếu như sinh viên này muốn khởi kiện trường. Thật ra là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho làm một cái việc tốt, đó đúng quy định pháp luật. Nó khuyến khích những cái người mà người ta có cái ta có đầu óc sáng tạo, người ta bỏ sức lao động trí óc ra để người ta sáng tạo. Tuy nhiên là pháp luật cũng quy định cái hành vi nào là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chứ không phải là cứ hành vi photo ra để học hành, photo ra để nghiên cứu khoa học và photo ra để giảng dạy thì như thế là hành vi đó là cho đó là hành vi vi phạm thì không phải. Thật ra quan điểm của tôi là cái hành vi này là không phải là cái hành vi vi phạm. Và nhà trường đã áp dụng cái chế tài như vậy là quá đáng. Được biết là anh cũng từng nêu ý kiến trên một phương tiện truyền thông, đó là sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các em sinh viên bị đình chỉ một năm học này. Thực hư câu chuyện này ra sao ạ? Nếu mà các em này, cái hành vi của em này rõ ràng là nó không có vi phạm, không vi phạm gì trên cái quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ mà lại ra quyết định xử lý như vậy thì quá là oan cho em. Thành ra là với tư cách là một người đi trước, một đàn anh đi trước, chúng tôi thật sự bức xúc. Chúng tôi sẵn sàng là hỗ trợ pháp lý miễn phí cho em nếu mà em có nhu cầu, để mục đích chính của tôi á, chúng tôi á, là nhà trường thu hồi hủy bỏ quyết định sai trái để cho em được tiếp tục học hành. Nếu những cái sinh viên này photo để mà sử dụng vào cái mục đích học tập rồi tặng cho dù là một đó là số lượng một bản thôi mà không có sự đồng ý của tác giả đó, thì chúng tôi thấy rằng đó là vi phạm cái pháp luật về sở hữu trí tuệ. Mặc dù khẳng định việc làm của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là đúng các quy định của pháp luật, nhưng luật sư Nguyễn Văn Hậu cũng cho rằng mặc dù vi phạm nhưng việc đình chỉ học một năm là quá nặng, nhất là với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi không bị chiếu phóng sự này lên để nói rằng ai đúng ai sai, mà qua phóng sự này tôi chỉ muốn nói lên sự phức tạp trong việc áp dụng quyền và bản quyền ở nước ta hiện nay. Thưa tiến sĩ Chu, tình trạng xâm phạm bản quyền ở nước ta hiện nay thì khá phổ biến. Vậy thì theo chú, nguyên nhân là do ai và ai là người phải chịu trách nhiệm ạ? Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân. Phải kể đến nguyên nhân là chính tác giả chủ sở hữu. Họ là người có cái tài sản, họ là người có cái quyền độc quyền đối với tài sản của mình. Nhưng mà họ không quyết liệt trong việc tự bảo vệ cái tài sản của mình. Tài sản của mình buông lỏng, thế thì người ta sẽ xài thôi, đúng không?
Tiếp đó là ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức về pháp luật, nhận thức về quyền sở hữu tệ và ý thức chấp hành, và phải đặt cái việc thi hành luật sở hữu tệ trong cái tình trạng kinh tế xã hội nói chung, đặt nó trong cái tình trạng thi hành luật về văn hóa nói riêng, thì mới thấy đó là một bức tranh mà cái phần vi phạm về tài sản trí tuệ là một cái mảng trong cái bức tranh tổng thể đó. Và một nguyên nhân nữa đó là các cái cơ quan nhà nước, và đặc biệt là cái việc thanh tra kiểm tra và xử lý là thiếu cái quyết liệt và không nghiêm minh. Có người cho rằng là cái mức phạt không đủ giáo dục và răn đe, nhưng mà không phải thế, bởi lẽ cái mức giáo dục và răn đe cao nhất chưa được áp dụng. Các cái vụ án liên quan tới quyền và nghĩa vụ của tác giả, của chú sĩ, nhưng mà họ không được mời ra tham gia. Chẳng hạn như các cái vụ án về xuất bản lậu, in lịch lậu, mời các bên ra tòa nhưng mà bỏ quên là tác giả của chú, hoặc là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, họ phải có mặt ở tòa để họ bảo vệ cái quyền của họ, nhưng mà chưa được áp dụng. Có thể có nhiều nguyên nhân khác nữa, tôi có thể đề cập tới một số nguyên nhân. Cháu có một cái thắc mắc là đối với hiện nay như kiểu là sinh viên bọn cháu thì không phải là chỉ có một vài sinh viên, cái việc mà photo giáo trình và photo sử dụng tài liệu như thế nó rất là tràn lan và nó diễn ra hầu như là trong tất cả các trường đại học ấy. Thì có những cái giải pháp nào mà từ trên xuống không ạ? Có cái giải pháp mà chính em đề cập là trước tiên mình là sinh viên và là công dân thì mình phải ý thức, phải có ý thức tôn trọng cái tài sản trí tuệ của người khác và thực hiện nghiêm cái luật trí tuệ. Thế còn các cái giải pháp mà nhà nước đã hình thành trong văn bản pháp luật ấy, xử lý hình sự, xử lý dân sự. Bây giờ cháu cũng có thêm một câu hỏi, đó là theo chú thì có cách nào để thực thi cái quyền sở hữu trí tuệ này một cách hiệu quả nhất ạ? Có một cái cách mà tôi nghĩ không thể nôn nóng được, đó là phải tiếp tục tuyên truyền quảng bá giáo dục mọi người, công chúng nói chung. Sinh viên là cái lớp người mà sẽ là những công dân, những trí thức tương lai này. Họ phải là những người đại diện mới của công dân Việt Nam trong việc tôn trọng thi hành pháp luật. Cái công việc này là công việc vừa là trước mắt nhưng mà nó là lâu dài, rất thiết thực. Còn cái việc mà xử lý hành chính hay xử lý dân sự hình sự đấy là một cái biện pháp là xử lý từng vụ việc một, nó cũng góp phần tạo nên một cái trật tự của xã hội. Sau khi nghe ý kiến chia sẻ vừa rồi thì Trang có định là tương lai mình có sử dụng giáo trình photo nữa không, và bạn thì có những cái giải pháp gì để góp phần thay đổi nhận thức của các bạn xung quanh? Đối với mình thì mình vẫn luôn tôn trọng được sự trí tuệ và nhất là cái quyền tác giả, bởi vì là mình cũng cảm thấy sau này mình cũng sẽ là một người làm ra những cái cuốn tài liệu như thế, và có thể là mình khi mà mình đã bỏ rất là nhiều công sức ra thì mình muốn cái người đọc và người xem tôn trọng cái quyền của chính bản thân mình, tôn trọng chính cái trí tuệ của mình đã bỏ ra. Và mình rất là mong sau ngày hôm nay thì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng các tài liệu và có được xin phép bản quyền, và ngoài ra thì chính sinh viên thì mình sẽ là những cái người đi tuyên truyền cho tất cả các bạn sinh viên khác hiểu về cái luật sở hữu trí tuệ này. Và rất là mong rằng ngoài cái giải pháp từ chính sinh viên và cùng với lại giải pháp từ trên xuống thì sẽ cái luật sở hữu trí tuệ này sẽ được mọi người hiểu rõ và làm theo hơn. Vâng, tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện mà chúng ta vừa trao đổi thì có thể thấy tình huống có thể cũ nhưng bài học và vấn đề luôn là mới. Và nếu quý vị và các bạn có câu hỏi gì thì hãy truy cập vào trang web www.nghimở.com.vn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.